Thưa quý vị, chiều nay ngày 30 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ban đảng đoàn thể để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tuần qua và định hướng triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tuần tới. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tuần qua, hoạt động của các ban đảng đoàn thể đảng ủy khối và khối tư pháp, kết quả lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm gần 220.300 ha lúa vụ hè thu, gần 12.940 ha màu, chăn nuôi ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được kiểm soát tốt, tạo sự yên tâm cho người chăn nuôi. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện trên địa bàn tỉnh, đàn heo thịt có khoảng 62.000 con, tăng 11,71% so với cùng kỳ, đàn trâu bò hơn 70.000 con, tăng 1,96%, đàn gia cầm khoảng 5,2 triệu con, tăng 4%. Về thủy sản, ước tổng sản lượng nuôi trồng từ đầu năm đến nay đạt 238.000 tấn, tăng 16,4.000 tấn so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng cá tra đạt 201.000 tấn, chiếm 84,39% tổng sản lượng, tăng 15,4.000 tấn. Thị trường xuất khẩu được phục hồi, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong điều kiện bình thường mới, chủ động khai thác lợi thế các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 5 năm 2022 của tỉnh đạt 96,2 triệu đô la Mỹ, tăng 1,79% so với tháng trước, tăng 3,58% so với cùng kỳ. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt 456,68 triệu đô la Mỹ, tăng trên 11%. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tích cực phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt chất lượng cao. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2022. Toàn tỉnh có tổng số 18.656 thí sinh đăng ký dự thi. Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy đã cho ý kiến, định hướng, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong tuần tới.